cho những vật dụng trong gia đình đều đẹp hết, đều mới hết, quần áo cũng đầy đủ, rồi thịt cá bỏ đầy tủ, thì làm sao cả năm đâu thiếu không? Gạo thì thường thường ngày thường thì mua có bao, Tết hút 3 bao 5 bao đi. Là tay trời ơi, đến nhà sao gạo mua dư dư trữ, không bao giờ đói. Dù hoàn cảnh thế nào không thiếu gạo. Cái gạo là hạt ngọc. Gạo là cho mình mọi thứ nên là không thiếu. Đầu năm thì nên ăn gì để cho gặp may mắn thôi. Và giữ và sức khỏe tốt thôi. Thì đó đúng rồi, thiếu chắc gì mình ăn chắc đó. Giờ nó tôi thèm gì mua đó là đủ. Chứ không phải ăn cái gì phải gặp để gặp may mắn là không có. Bậy. Thèm gì mới ăn được chứ may mắn sao thèm đó, không thèm sao ăn. Giống như người hết mỗi người hết một món, mỗi người mỗi vị. Mỗi nhà mỗi cảnh, người có cảnh này thì làm sao cảnh đó cho họ. Người ta nói mỗi người phải tự khắc phúc trong gia đình, cuộc sống trong hạnh phúc. Yeah. Sao chúng ta cứ tối ngày đem gì đó chấm mà năm mới mà ai hỏi chuyện xấu kia qua, bỏ hết đi. Không. Thế vì sao năm mới nhà nào cũng có một cái nồi thịt heo kho tàu hết hả? Thì đó là để không tập rồi. Đầy đủ. Thịt theo kho tàu nghĩa là có trứng, có thịt, có nước dừa, và kho một nồi thiệt lớn mà ăn trong mấy ngày Tết. Vì sao họ lại có cái cách nấu nó như thầy vậy thầy? Gì? Có phải là thịt heo kho tàu là nó béo, nó đầy đủ không? Một Tết thì thầy tính đi đâu không thầy? Một có giao ở chùa 100% nên tụi con đến là lúc nào cũng có thầy chùa. Là mùng 1 tới là mùng 1, 2, 3 ở nhà đón khách à? Ừ đúng rồi, đón khách. Nên mùng 1 qua đến là chuẩn luôn, lì xì thoải mái luôn, đừng có lo thầy không có chùa. Là thầy có đi là trước Tết hoặc sau khi mùng 10 Tết thầy mới nói đi được đâu. Mùng 10 Tết thầy mới đi à? Ừ. Thì mùng 8 ở chùa cũng sao vậy hẹn ha, còn màu gì cũng đi nhưng mà đi về liền. Thì tụi con không về quê thầy nó thôi Tết năm nào đứa nào cũng về quê, cứ lên thầy mỗi ngày. Mỗi ngày một niềm vui hạnh phúc, kể một câu chuyện nào đó. Con cũng có kênh hài kịch. Bữa nay mình chúc Tết thì đến mỗi ngày làm một bài hát hay, làm một tiết mục vui, làm tiếng cười cho người khác và điều họ vinh hạnh cho bao nhiêu cái giới trẻ. Thầy hát một bài để chúc Tết mọi người đi thầy. Gì? Hát một bài để chúc Tết đi. Thì thầy nói rồi, hát để ca sĩ đi, Tết ca sĩ hát đi, thầy hát hoài. Thầy hót riết mà sợ chứ. Thầy hót là mạnh lắm con ơi. Bao nhiêu người phải chết. Chứ đầu năm mà làm gì thầy bạo lực ghê, mà để cái ly vô mà thầy làm cái cốc cỡ cái răng mà làm như tê luôn rồi. Quên. Tại vì răng thầy đẩy móc vô luôn rồi. Thầy chứ gì cho mạnh bạo lực quá. Đầu năm làm gì cho may mắn vậy? Đầu năm có nên mua vé số rồi gì không thầy? Thầy nói chút á, thì thầy nói à, ham là hại thân, mà ham quá thành ra là dại, là ngu. Thầy nói đừng ham trúng số, đừng ham đề, đừng ham tất cả các trò chơi không tốt, mà chính bằng tay lao động của mình là bền nhất và thành công nhất và không bao giờ đói. Yeah. Ta nói sợ mình khâu lao động và sợ mình già nghèo là mình phải đi làm lao động thì không bao giờ nghèo, không điều thiếu vốn và không bao giờ mà không tiền. Yeah. Thầy nói tới tháng là có những ngày mình không có nhưng mà tới tháng phải có, mà biết dành dụm chia ra thời gian tiền xăng, tiền đi đứng, rồi tiền bệnh đau, rồi tiền tiền sinh hoạt hàng ngày mình phải chia ra số tiền đó sao mà gia đình mình, ví dụ vợ chồng đi, khôn nhiêu chi nhiêu và tích lũy dư nhiêu để làm nhiêu, mình phải biết có kế hoạch chứ, tính toán thì làm sao thiếu phố. Còn mình trời ơi, làm một đồng ăn hai đồng sao dư, rồi chơi khiêu đề với số. Còn nhiều người đàn ông còn cái gú nữa chứ. Thầy nói tiền đâu cho hết hả, tiền đâu tiêu tan không. Thầy nói bớt lại và biết tiết kiệm lại thì đâu có thiếu phố. Không nên tin vào những cái lồng giàu và những cách đó rồi. Đúng rồi. Cái gì là sức lực mình làm ra là cái đồng tiền có giá trị không mà mãi. Đúng rồi.
Tết năm nay thầy có phát lọc lì xì rồi gì không thầy? Thì đó là do Phật tử nữa, thầy trong ví dụ họ cho vài trăm đô mà đổi ra một đô đô hết, hoặc hai đô hết. Rồi bánh mứt họ cho đầy đủ thì đến thì trên bàn có bánh có mứt họ vừa ăn. Rồi lì xì thì thầy chuẩn bị. Giờ tụi con ví dụ đi chợ nào ghé mua cho thầy 100 200 bao lì xì. Giờ thầy cần 100 2 300 bao lì xì treo lên các cái cây vai cây đào. Rồi cần 100 ví dụ 100 hàng ngàn bao lì xì. Để thầy làm cây lọc, phát lọc. Thì đệ tử lo cho thầy, thầy lo lại cho Phật tử. Thầy nói có người phát tâm thì giống như từ thiện vậy, có người ở tại chợ thầy, thầy mới cho là người nghèo. Thầy không có làm sao cho dân, cho người nghèo. Rồi đệ tử của thầy lâu về không thầy mà không lì xì, thầy mới lì xì lại không có lấy gì đây lì xì. Giống như cha mẹ ông bà mình cũng vậy, cha mẹ không cho ông nội bà nội thì ông nội làm sao xì cháu xì dậu thì lì xì cho cháu nội cháu ngoại. Già cả làm gì ra tiền mà mày nghĩ sao con? Phải nghĩ sao? Thì hôm nay cái điều kiện thì thầy tối cũng đâu có làm gì. Chùa có mỏ tụng kinh chứ có gì đâu. Thì giờ tối thì thầy đi dạo phố cũng được, đi ngắm cảnh cũng được. Đi đường Nguyễn Huệ tối thì giờ chủ nhật này người ta cũng là họ đi tập bi dục, mà không biết nó có chặn đường chặn ngõ để làm bông qua đầy đủ chưa. Chứ mấy là trang trí hôm nay cả tuần rồi đó mà không biết hoàn thành chưa. Không biết hoàn thành chưa. Hôm mai mốt gì cũng được. Thôi mai mốt đi cho chắc cú. Thôi bữa nay phục vụ tụi con 9 giờ tới sáng đêm bữa nay đi ha. Rồi bay ở hôm nay nghỉ với lao. Nghỉ lao thầy nghỉ mệt chút là vô coi với thầy review mấy cái cây trang trí cho thầy xong nè. Để nó không kịp rồi. Đứa nào giỏi quét với anh dện phụ thầy nữa kìa. Lấy cây chổi. Hoặc ai có bán cái cây mà quét gì cao cao gì rút ra này nè. Ghé quất cùng thầy cây có mấy chục à, 90% gì đó. Ha mà phát tâm gì đó càng tốt thầy quét. Thế ơi, trời ơi nóng hoài mình quay xung quanh đi cảnh đẹp, quay lồng đèn, quay này tôi thầy càng thiếu nè. Thì đi chợ mua nè, giờ con quay những cái lồng đèn thầy thiếu 100 cái lồng đèn nữa nè. Rồi 20 cái sâu sâu bông lan nè. Này sâu cây có 120 à. Rồi lồng đèn thì có 250 cặp nhỏ, 250 cặp lớn có 480 500 à. Thôi 100 cái 50 triệu nhiêu mình làm chứ. Rồi chúc các con vui khỏe và cho yêu cầu con quay về những cái cảnh đẹp của thầy mà chính bàn tay lao động của thầy làm coi. Đi quay đi con. Dạ, mến chào cô chú anh chị. Dạ, bằng nay đến chùa Pháp Trung Ương thăm thầy Thích Tâm Phúc. Thì cũng có quay lại những cảnh trong chùa 3 ngày Tết thầy trang trí cho cô chú anh chị xem. Dạ. Chú anh chị thấy chùa của thầy trang trí 3 ngày Tết đẹp không cô chú anh chị? Dạ. Ngày mai đi.
tụi con mấy giờ về nói đi. Tối về rồi. Có đi hỏi cái bữa nay có ở đi không hay là bên giám đốc có tổ chức gì đó rồi thì thầy xuống chúc mừng họ chốt chứ cảm ơn rồi, rồi bác sĩ nào làm răng thầy thì lì xì chốt chưa lì xì hai bác sĩ cưng nhất luôn mà hai bác sĩ giúp thầy có làm răng nè nhiệt tâm vậy lần thầy chưa lì xì nữa đó. Thầy thầy nghĩ cũng bởi thầy phải tính có mời hay hai thời điểm năm mới lì xì cho nó đẹp hơn hả? Năm mới là lì xì thì nó đẹp hơn. Thì làm đi này chắc cú chứ không kịp nhiều khi quên á, nhiều khi bạn khách nhiều cái mình làm không được á, ngày nào không có khách nè tranh thủ làm cái này kia. Dạ. Không? Để thầy quét sơ giờ ra. Tết này thầy có đầy đủ vật chất để ăn Tết chưa thầy? Tính là thầy có đầy đủ vật chất để ăn Tết chưa? Gì? Thầy có đầy đủ vật chất để ăn Tết chưa thầy? Chưa có ai cúng dường mà. Chưa ai cúng dường, chưa ai chăm sóc Tết thầy mà. Thầy giờ tụi con coi có đứa người nào á ủng hộ thầy phải biết rồi người nào về cúng dường thì phải đến. Tết nhất phải cái gì đó cúng dường chùa chiền hay nó tới tới mà tới chơi tới giỡn rồi nói khóc Tết mà đùa giỡn với nói khiêu khích nhau làm sao được. Tết cũng nói điều hai điều hai mà đến cúng dường hay đến thì mua cái gì sắm sửa chùa trái cây bánh mứt gì để thầy trang trí Tết nè. Đến mà hỏi chuyện gì đâu đâu thôi làm sao thầy tiếp. Giờ con Tết mà anh em đợi nói thấy ghét xin tiền với mượn tiền con có hết đâu. À, đến Tết là con xin xỏ có hết đâu. Tết là không có mừng tiền. Tết không có xin xỏ khăn khổ rồi nghèo đói khiếu khách nha. Giờ tao nói giờ tao muốn giúp người nghèo thì tao sẽ tự kêu người ta giúp. Dạ. Làm mày xin là không ai muốn hết. Đúng rồi. Thấy không? Đúng rồi. Tới khăn khổ, xin xỏ ai hết. Đến là nó cứ gọn đến là mình cho người ta không cho thôi đừng nói câu gì đó xấu hay tốt hay là thiện ác gì trên. Đến là mình làm từ thiện giúp đỡ xã hội thì giúp hoàn không thì thôi. Cái mai thì còn nhiều thêm nữa thì giờ mới làm mà giờ cố gắng khắc phục thầy nè cái này nè gắn kết lên thầy phụ thầy ngồi tụi con sẽ sao hỗ trợ thầy hết mình là gì gắn lên cây mai cây đào còn thầy thì sửa lại mấy cái cây lấy cái cành cũ ra hai cái nhành mới lại cái tụi con chỉ bông thầy làm rồi mới rồi á cái dặn lại bên bố con dặn lại cái xong cái gắn lên luôn phải không cái máy còn để cái chân để im đó thầy giờ là cái tao hỏi thầy... mấy YouTube kênh thầy cả đóng sao có tụi nào cũng phụ thầy thấy thầy làm mai làm đầu có mình gắn cây cũng không gắn cành cũng không rồi làm những cái từng nhánh mai cũng không thấy nữa nào giờ tụi con phải đứng để cái máy im một chỗ xong rồi cùng với thầy làm nó mấy YouTube này có đóng góp sức với góp tài của chưa đó có ngày đứa đưa như đi rồi giờ quay giờ làm chút thầy đi ấy vệ sinh cái rồi mấy cái món này